Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh kiến thức ha. Thì cái video ngày hôm nay đó mình sẽ hướng dẫn các bạn đầu tư tiền vào trong cái quỹ cổ phiếu VN30 của TCBS. Thì TCBS là công ty chứng khoán của cái ngân hàng Techcombank ha. Thì ở đây giả sử như các bạn đã có một cái tài khoản rồi. Thì nếu bạn nào chưa có thì chúng ta sẽ đăng ký ha. Các bạn có thể đăng ký online hoặc các bạn có thể ra công ty chứng khoán của Techcombank để các bạn đăng ký thì khi mà các bạn đã có tài khoản chứng khoán như thế này rồi á thì chúng ta có thể nạp tiền vào trong cái tài khoản này và chúng ta có thể uh, mua cổ phiếu hoặc là các bạn có thể mua trái phiếu hoặc là đầu tư vào các cái quỹ mà TCBS nó phân phối thì uh, trong cái video này á mình sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào để chúng ta có thể đầu tư tiền vào trong cái quỹ là TCEF ha sau khi chúng ta đăng nhập xong á, thì các bạn kích vào cái mục quỹ này ở đây chúng ta có thể bấm vào cái menu là đặt lệnh quỹ. Thì lúc này á chúng ta sẽ có ba cái chọn lựa là cái mã chứng chỉ quỹ nè. Các bạn bấm vào. Thì ở đây nếu mà các bạn muốn mua quỹ trái phiếu thì các bạn có thể mua cái TCBF. À, quỹ TCFF thì những cái này các bạn kích vào ha thì nó sẽ à, nói cụ thể hơn. À tuy nhiên cái video này thì mình đang nói về cái quỹ là TCEF. Thì đây là cái quỹ cổ phiếu top 30. Thì các bạn thấy nó ghi rất là rõ ha, thì cái quỹ này á sẽ đầu tư vào trong 20 cái doanh nghiệp hàng đầu trên sàn chứng khoán Việt Nam. Với mức độ lợi nhuận dài hạn trong kỳ vọng ở mức 10%. Thì cái này nó sẽ phụ thuộc vào các cái cổ phiếu mà cái quỹ này đầu tư cho nên nó sẽ tăng giảm theo cái thị trường chứng khoán ha chúng ta có thể xem cái kết quả đầu tư xem nó sẽ có kết quả tốt hay không thì ở đây các bạn thấy nó đang review nè à, ví dụ như trong một tuần vừa rồi á thì nó lời là 6.05% trong một tháng thì nó bị giảm do cái chứng khoán nó lao dốc ha trong cái dịp mà cuối năm á tết á thì người ta bán ra nhiều cho nên nó bị giảm chỗ này Tuy nhiên nếu tính theo 3 tháng thì nó lãi suất là lãi là 19,87% 6 tháng là 36,45% 1 năm thì là 22,71% à, Nói chung là cũng khá ok ha à, Các bạn có thể kéo cái mốc qua bên đây à, 2 năm thì là 24,97% Thì cái này chúng ta tham khảo thôi Bởi vì trên thực tế nó sẽ hơi khác à, Do cái thị trường cổ phiếu á, thị trường chứng khoán á, nó sẽ tăng giảm ha thì tùy vào cái thời điểm mà chúng ta đầu tư nó sẽ có cái loại nhận khác nhau và ở đây chúng ta cũng thấy được cái quỹ này á, nó đầu tư như thế nào à, đây là những cái mục mà nó sẽ đầu tư nè ví dụ như tài nguyên cơ bản là ba phần trăm những cái cổ phiếu về công nghệ thông tin là ba phần trăm bán lẻ ba phần trăm nhân dân ha các bạn có thể nhìn đây nhiều nhất là ngân hàng 32% và chúng ta sẽ nhìn những cái cổ phiếu mà nó đầu tư nè ví dụ như Vinamilk là thực phẩm và đồ uống nè 17 phần à, trăm vàng nè ngàn quân đội nè à, Sacombank à, Novaland gì đó các bạn thấy nó có phân bổ theo tỷ trọng phần trăm ở đây thì à, chúng ta có thể à, mua cái phần này ở đây chúng ta có thể chọn cái ngày giao dịch ha thì ở đây mình đang chọn là ngày 23 À, giả sử như bây giờ mình đầu tư thử uh, 300.000 đi Chúng ta có thể đặt lệnh định kỳ Tức là khi mà chúng ta đặt là định kỳ này á Thì hàng tháng nó sẽ tự động nạp 300.000 vào trong cái quỹ này để nó đầu tư Còn nếu mà chúng ta muốn khi nào mà chúng ta có tiền thì chúng ta bỏ vào á Thì chúng ta không cần chết cái này Tiếp theo thì cái phần mà được giới thiệu bởi ai á Thì các bạn có thể nhập cái mã này ha 105 C699 191 để các bạn có thể hưởng ưu đãi từ cái phần giới thiệu từ tài khoản của mình ha. Sau đó thì chúng ta sẽ bấm vào cái nút là đặt mua. Sau đó thì chúng ta sẽ bấm vào cái nút xác nhận ở đây ha. Lúc này thì các bạn thấy nó sẽ đưa ra cái phần hợp đồng. Chúng ta sẽ ngồi đọc cái này. Ở đây thì mình sẽ lướt nhanh qua nha. Các bạn sẽ tích vào cái mục là tôi đã hiểu và đồng ý với cái điều khoản điều kiện của quy định hợp đồng ha. Sau đó thì các bạn kích vào cái nút là xác nhận ký hợp đồng. Lúc này chúng ta sẽ nhập cái mã IOTB. Thì cái này các bạn sẽ cài cái app TC Invest này ha, ở trên cái điện thoại á. Và chúng ta sẽ lấy được cái mã này bây giờ thì mình sẽ mở cái app tcbe lên nè lúc này thì nó sẽ yêu cầu chúng ta đăng nhập ở đây mình đăng nhập sẵn rồi ha cho nên nó sẽ nhớ các bạn sẽ kích vào cái tài khoản của mình ha ở góc phải màn hình bên dưới sau đó các bạn sẽ kích vào cái mục là lấy mã iotb các bạn sẽ xác nhận vân tay ha thì lúc này chúng ta nhận được cái mã OTP các bạn sẽ lấy cái mã này các bạn nhập vào trong cái yêu cầu xác thực ha sau khi nhập xong thì các bạn kích vào cái nút là xác nhận thì các bạn thấy là nó báo đã có giao dịch thành công chúng ta có thể lăn chuột xuống bên dưới ha các bạn sẽ thấy mình sẽ có hai cái lệnh. Cái lệnh trước mình làm ngày cuối tuần mình nạp thử 100. Thì hiện tại nó đang phong tỏa tiền trong cái tài khoản của mình nè ha, chờ cắt tiền. Vào ngày 23 tháng 2. Thì hiện tại đang là ngày 22 tháng 2 nè. Rồi sáng ngày hôm nay là ngày thứ hai thì mình đặt lệnh thì nó cũng đã hiểu là chúng ta đang đặt lệnh nè. Thì cái ngày khớp lệnh nó sẽ là 23 tháng 2 năm 2021. Thì các bạn thấy cái việc mà chúng ta nạp tiền đầu tư vào trong cái vỉ VN30 khá đơn giản ha. Thì cũng cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi cái video này. Các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình. Và để lại những cái bình luận bên dưới. Cảm ơn các bạn rất nhiều.